thêm một món chay ngon, giòn giòn, thơm thơm, ăn là liền quý vị ơi. Rồi, Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm hết quý vị. Tiếp tục với các món chay quen thuộc. Bữa nay Quỳnh Phương có làm một món từ sườn non chay, rất là thơm ngon hấp dẫn luôn. Rồi, bây giờ làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời tất cả quý vị cùng vào bếp để thực hiện cho Quỳnh Phương nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ Quỳnh Phương. Để làm món này á, thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương khoảng 9-10 miếng sườn non chay. Cái loại này thì miếng mỏng, mình rất là dễ làm. Miếng mỏng mỏng không quý vị, nhỏ nhỏ không mà. Quỳnh Phương sẽ đem đi ngâm cho ngập nước nha. Để lát nó mềm lại, mình sẽ đem đi chế biến. Rồi, để ăn kèm nữa thì Quỳnh Phương có dưa cải, với một cây dưa cải vàng ươm rất là ngon, mình sẽ đem đi sơ chế nha. Trước tiên là cho miếng muối vô đi. Quỳnh Phương làm cái giọng cái nước muối pha loãng đó quý vị. Đó, mình quậy cho nó tan muối ra, xong rồi sẽ rửa cho nó kỹ cái phần dưa cải nè. Cắt cái phần cuống này mình loại bỏ trước đi. Mình cắt từ từ, tách cái cải này ra. Đó, trong cái phần nách lá thì nó sẽ còn bẩn, nên mình rửa cho nó kỹ một xíu, ăn cho nó ngon miệng ha. Đó, Quỳnh Phương tách từ từ, tách cái cọng nào ra thì Quỳnh Phương sẽ rửa cho nó kỹ cái cọng đó. Rồi, mình rửa kỹ xong rồi mình mới xả lại với 1-2 lần nước. Sau đó đem ra để vô cái rổ cho nó ráo nước đi. Tranh thủ thì Quỳnh Phương sẽ cắt bớt cái phần lá. Quý vị nào thích ăn phần lá thì có thể để lại nha. Quỳnh Phương thích ăn cái phần cọng á, nó giòn giòn cho nó ngon. Rồi, để ráo nước, giờ mình mới đem cắt cái phần dưa cải ra. Cắt ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn vậy đó. Rồi, giờ đem ra để vô cái thao hoặc là cái tô bự bự vậy đó. Mình sẽ ướp vô đây một muỗng đường. Rồi thêm nữa là nửa muỗng hạt nêm. Dần thêm xíu muối nha. Mình trộn đều lên. Tại dưa cải nó chua á, nên mình ướp nhiều cho nó vừa ăn nha. Rồi, mình để dưa cải nó ướp đi. Thì mình ngâm này khoảng 15-20 phút rồi đó. Thì nó sẽ mềm rồi. Trắng mềm nhìn rất là ngon. Giờ mình vắt nha. Vắt cho nó ráo nước. Để lại vào cái tô. Mình sẽ xé ra. Xé làm 2, làm 3 rồi đó. Thì mình thích để luôn cũng được nữa. Để thì nó hơi to một xíu. Mình phân cắt làm 2, làm 3 nha. Rồi, ướp vô đây xíu muối tiêu. Khoảng muỗng cà phê lưng lưng vậy đó. Ít ít thôi nha, để tránh nó bị mặn quá. Một xíu thôi. Rồi, mình ướp ở đây. Trong lúc ướp thì chuẩn bị thêm một ít hành lá, cái gốc hành á, hoặc là củ hành tím cũng được. Hoặc là hành bó rô. Thì tùy mình nha. Rồi, giờ mình cắt lát mỏng ra rồi đó. Lát mình phi cho nó thơm. Rồi giờ để qua đây đi. Ai ăn ớt thì có thể bầm thêm xíu ớt cũng được. Rồi nhờ bắt cái chảo lên, cho lượng dầu khá khá vô. Đợi dầu nó hơi lên tìm nhỏ nhỏ rồi nè. Nó vừa sôi lên. Đầu Quỳnh Phương cho sườn non chay vào liền. Mình chiên ngập dầu gì nè, giúp miếng sườn nó giòn mà nó ít bị rút dầu hơn đó quý vị. Mình chiên ít dầu quá nhưng khi nó rút vô á, nó làm cái miếng sườn non chay nó mềm, nó không ngon. Rồi thấy nó vàng vàng rồi đó thì cứ trở về thôi. Chiên cũng mau lắm, nó mau vàng lắm. Thấy nó vàng hơi 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 là mình trở liền nha. Rồi mình dùng đũa mình ăn nhẹ nhẹ, mình thấy nó
nó hơi giòn giòn nhẹ là được rồi đó. Thì mình tranh thủ mình chở bề cho nó, chở bề nhanh tay nha. Rồi mình đợi cho nó vàng vàng cái mặt kia rồi mình chở qua trở lại chút xíu à, là có ngay được mấy cái miếng sườn non chay vàng ươm rất là ngon. Rồi bây giờ nó vàng, nó giòn rồi nè, nó hơi vàng vàng nha, chứ nó không có vàng ươm. Nó hơi vàng vàng là mình Phương thấy nó cứng cứng nè, nó giòn rồi đó. Giờ mình sẽ đem ra giống mấy miếng phồng tôm đó quý vị, nó giòn giòn kiểu vậy á. Rồi giờ mình để vô cái rổ cho nó chảy bớt dầu, có thể lót cái giấy thấm dầu ở dưới cũng được cho nó rút bớt dầu đi. Rồi mình để hết ra đây nha. Tiếp theo thì mình chừa lại một xíu dầu cho cái chảo thôi. Đó, dầu sẵn còn nóng thì cho cái phần gốc hành á cho vào để mình phi lên cho nó thơm. Rồi đó, mình xào qua xào lại chút xíu là thấy nó bốc mùi thơm lên rồi đó. Nó thơm thơm lên thôi quý vị. Mình cho dưa cải vô mình xào liền. Mình xào, xào nhanh tay nha, cho nó thơm. Nó đảo đều tay một chút xíu là nó bốc cái mùi thơm thơm lên liền. Mình chừa lại cái phần cọng không à. Cái phần lá mình cắt bớt hết rồi. Để cho nó giòn. Rồi, mình xào sẵn 2 phút á. Đó, bắt đầu được rồi đó. Bắt đầu mình chuẩn bị nguyên liệu vào. Những cái nguyên liệu tiếp theo là sườn non chay mình mới chiên, mình cho vào. Tại vì mình ướp trước rồi, nó cũng vừa ăn hết rồi. Mình cho vào, mình đảo qua đảo lại nhanh thôi. Đặng mình sẽ đem xuống để cái miếng sườn nó còn giòn nó mới về. Rồi đã qua đó lại khoảng 30 giây, mình sẽ nêm vô đây thêm một muỗng nước tương cho nó thơm. Đã qua đó lại đều đều. Bạn nào thích hành lá hay ngò gì đó có thể cho vô. Còn không thích thì khỏi cũng được. Mình thấy ăn nó giòn giòn nè, cái giòn giòn của dưa chua nè. Đó, cái phần cải chua á, cái sườn non chay cũng giòn giòn nè. Kẹp vô ăn cơm rất là bắt. Rồi được rồi đó, mình rắc lên xíu tiêu cho nó hơi cay cay nhẹ nhẹ, ăn cho nó ngon nha. Rồi sau đó thì đem ra dĩa mình trang trí một chè cọng rau lên trên. Đó, rau tùy mình thích. Đó, mình trang trí một xíu húng lủi lên trên nè, nhìn cho nó bắt mắt, nhìn cũng hấp dẫn ha quý vị. Nhưng mà mình Phương ăn cơm với món này cũng rất là bắt nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái món chay ngon từ sườn non đó quý vị. Sườn non chay ha. Mình Phương chúc quý vị ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.